Xóa tan nỗi lo về khoảng cách và thời gian, Dr. Nguyễn Anh Tuấn đảm bảo sẽ giúp bạn vượt mọi chặng đường xa xôi nhất với thời gian nhanh nhất để được phẫu thuật an toàn nhất. Hai văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và một quy trình hết sức khoa học sẽ giúp bạn một cách hoàn hảo nhất. Với những khách hàng ở các tỉnh phía Nam, chỉ cần bạn có mặt tại trung tâm của chúng tôi vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đưa bạn ra sân bay và làm toàn bộ thủ tục. Đội ngũ của chúng tôi đã chờ sẵn đón bạn tại sân bay Nội Bài khi máy bay hạ cánh để đưa bạn về một trong những bệnh viện sang trọng nhất của Hà Nội, nơi có đầy đủ trang thiết bị hiện đại và một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đang chờ đón bạn. Toàn bộ các xét nghiệm và mọi sự chuẩn bị cần thiết để đảm bảo ca mổ của bạn tuyệt đối an toàn sẽ được diễn ra ngay sau đó. Ca mổ sẽ được diễn ra vào buổi chiều cùng ngày để bạn có được một đêm ngủ ngon lành ngay sau mổ. Bạn đã có thể tự dậy đi lại phục vụ bản thân ngay sáng hôm sau, nhưng bạn yên tâm, đội ngũ điều dưỡng xinh đẹp và tận tụy của chúng tôi sẽ ở bên bạn từng phút, kể cả lúc bạn ngủ hay thức, sẽ chăm bạn tới từng giọt sữa, từng bước đi, để bạn không bao giờ cảm thấy chỉ có một mình. Chỉ 2 ngày thôi, ô tô hạng sang của chúng tôi sẽ lại đồng hành cùng bạn lên sân bay Nội Bài để bạn trở về Tân Sơn Nhất. Bạn đã có thể trở về ngôi nhà thân yêu cùng gia đình vào ngày thứ 3 sau mổ để khởi đầu một thời kỳ mới của cuộc đời với tất cả hy vọng. Bạn hoàn toàn có thể trở lại công việc bình thường ngay sau đó chỉ 1-2 ngày. Bạn sẽ gặp lại chúng tôi chỉ 1 tháng sau đó để tái khám và chắc chắn chúng tôi cũng sẽ ngỡ ngàng với thân hình mới của bạn. Bạn đừng lo lắng gì trong suốt hành trình này vì chúng tôi sẽ thường xuyên gọi điện thăm hỏi và giúp bạn vượt qua mọi khúc mắc trong sinh hoạt và lao động. Ngoại trừ việc phải ăn lỏng trong 30 ngày, bạn có thể trở lại cuộc sống hoàn toàn bình thường kể cả đời sống vợ chồng hay thói quen thể dục mỗi sáng. Chương trình hướng dẫn tập luyện thể chất và dinh dưỡng cùng với chuyên gia và giáo án phù hợp với bạn sẽ bắt đầu 1 tháng sau mổ. Có thể tập trực tiếp tại hai văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoặc tập online nếu bạn không ở gần chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ luôn ở bên bạn trong suốt hành trình giảm cân để bạn có thể chạm tới vạch đích nhanh nhất. Bạn sẽ thực sự khỏe mạnh trong một thân hình lý tưởng mà bạn đã từng mơ ước. Dr. Nguyễn Anh Tuấn, tiên phong trong thu nhỏ dạ dày giảm béo, cam kết đồng hành suốt đời cùng người bệnh.